Thưa giáo sư tiến sĩ Trần Anh Bài, giảng sư Học viện Cảnh sát Quốc gia Trần Quốc Hòa, kính thưa quý niên trưởng, quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể quốc gia, kính thưa quý thân hữu của Quỹ Tương tế Cảnh sát Quốc gia và thân hữu, kính thưa quý niên trưởng, bạn bè, đồng môn Học viện Cảnh sát Quốc gia, kính thưa quý cơ quan truyền thông báo chí, kính thưa quý vị, Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali hân hoan chào mừng quý vị đã đến tham dự với chúng tôi nhân ngày 1 tháng 6, ngày truyền thống Cảnh sát Quốc gia năm 2024 hôm nay. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm năm 1971-1972, lực lượng Cảnh sát Quốc gia được nâng cấp từ hàng nha lên hàng bộ, và theo đề nghị của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, lúc đó là tư lệnh ngành Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, đề nghị và được Hội đồng Chính phủ chấp nhận, chọn ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Quốc gia, nhằm để các sĩ quan và hạ sĩ quan các cấp có cơ hội để kiểm điểm lại những công tác của mình đã làm trong năm trước, để rút ưu điểm và làm việc có hiệu quả hơn cho năm sau, và nhất là để thăng thưởng các sĩ quan và các chiến sĩ đã có công trong việc bảo quốc an dân và thi hành luật pháp quốc gia. Thưa quý vị, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam, đã áp đặt chế độ độc tài vô sản và làm cho dân tộc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, sống trong nghèo nàn, đau khổ và với sự đàn áp của công an, thì hàng vạn người Việt Nam đã trốn chạy Cộng sản và định cư trên tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Và ở đâu có người Việt Nam và có Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, là nơi đó có ngày lễ 1 tháng 6 là ngày truyền thống, nhằm mục đích để tưởng nhớ lại những công ơn của các bậc tiền nhân, các bậc đại niên trưởng và chiến hữu đã xả thân vì Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Và năm nay, Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali chúng tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Tổ chức ngày 1 tháng 6 Cảnh sát Quốc gia nhằm mục đích để báo cho Cộng sản Việt Nam biết rằng chúng tôi, những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn đây, vẫn miệt mài đấu tranh cho một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Và chúng tôi là thuộc về chánh nghĩa, và chúng tôi là những chiến sĩ anh hùng. Xin cảm ơn và xin kính chào đồng chí. Trong lễ kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa tại phòng họp của ngài Santa Clara, Bắc California, ngày 1 tháng 6 năm 2004, ông Phan Thanh Thắng đã phát biểu. Và tiếp sau đây là mục 6 phát biểu ý kiến của ông xử lý thường vụ Tổng hội trưởng Tổng hội Cảnh sát Quốc gia. Chúng tôi xin mời ông Phan Thanh Thắng, Tổng hội phó nội vụ và là xử lý thường vụ Tổng hội Cảnh sát Quốc gia. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý niên trưởng, quý chiến hữu cùng các bạn trẻ thân mến, thật là một vinh hạnh cho tôi khi ban tổ chức cho tôi có cơ hội được thay mặt toàn thể lực lượng Cảnh sát Quốc gia cũng như Tổng hội Cảnh sát Quốc gia để có đôi lời phát biểu trong lễ chào mừng ngày truyền thống Cảnh sát Quốc gia 1 tháng 6 tại thành phố San Jose, miền Bắc California hôm nay. Trước hết, xin quý vị cho phép tôi được gửi lời cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Anh Bài, là một vị thầy khá kính mà trong thời gian thụ huấn tại Học viện Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa,
chúng tôi được giáo sư hướng dẫn về luật pháp mà đã hơn 50 năm, nửa thế kỷ trôi qua, lòng chúng tôi vẫn nhớ đến những kỷ niệm khó quên trong đại giảng đường Học viện Cảnh sát Quốc gia. Những kỷ niệm đó nó ăn sâu trong tiềm thức, và chính thời gian thủ huấn đó đã cho tôi trưởng thành từ một sinh viên ở học đường, đã trở thành một chiến sĩ của lực lượng cảnh sát quốc gia. Và ngày hôm nay tôi có cơ hội để đứng lên đây thưa chuyện cùng tất cả quý vị. Công ơn của các vị giảng sư, trong đó có giáo sư tiến sĩ Trần Văn Bạc, xin một lần nữa xin cảm ơn giáo sư. Và thay mặt lực lượng cảnh sát quốc gia, chúng tôi xin gửi lời chào thật trân trọng và nồng nhiệt đến toàn thể quý vị đến tham dự ngày truyền thống cảnh sát quốc gia hôm nay. Kính thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 3 năm 1971, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ban hành sắc lệnh 17A nhằm cải tổ sâu rộng lực lượng cảnh sát quốc gia, và không lâu sau đó, vào ngày 1 tháng 6 năm 1971, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ban hành sắc lệnh 355 ấn định về tổ chức nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát quốc gia, và Tư lệnh Cảnh sát quốc gia được đích thân Tổng thống Việt Nam Cộng hòa bổ nhiệm và xếp ngang hàng với tất cả các bộ ngành, và dưới danh xưng là Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Thưa quý vị, hôm nay nhân ngày truyền thống cảnh sát quốc gia, chúng tôi xin được nêu lên một số những nhiệm vụ và những chiến công của lực lượng cảnh sát quốc gia. Thưa quý vị, những nhiệm vụ chính của cảnh sát quốc gia gồm có: thứ nhất là thi hành luật pháp, thứ hai là duy trì trật tự an ninh công cộng, và thứ ba là ngăn ngừa, khám phá, điều tra tội phạm, câu lưu kẻ phạm pháp, thứ tư là thu nhập tin tức xét có phương hại đến an ninh quốc gia, và thứ năm, cứu trợ dân chúng khi có thiên tai trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Trên đây là những nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát quốc gia, nhưng trên thực tế, lực lượng cảnh sát quốc gia đã gánh vác nhiều công tác vô cùng quan trọng khác, như các đơn vị cảnh sát dã chiến có lúc đã từng đối đầu trực diện với cộng quân tại thủ đô Sài Gòn và các tỉnh thành trong biến cố Tết Mậu Thân năm 1968. Và những ngày cuối cùng, một cách điển hình, thời gian trước 30 tháng 4 năm 1975, đại úy cảnh sát kịch chiến Nguyễn Ngọc Tuấn ở tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Đắk Lắk, nơi cá nhân tôi phục vụ, đã quên mình xông pha ra trận mạc để lấy cho được xác của thiếu úy Lê Văn Đức, là trung đội trưởng cảnh sát cuộc chiến, và ba chiến sĩ đã vừa hy sinh, và cuối cùng đã đem được xác của thiếu úy Lê Văn Đức cùng ba chiến sĩ về với các gia đình tử sĩ. Điều này nói lên những cái việc làm mà ít ai biết, cứ nghĩ rằng lực lượng cảnh sát quốc gia không từng trực diện chiến đấu với quân thù. Thưa quý vị, ở tại Ban Bí thư, cảnh sát dã chiến, cảnh sát đặc biệt đã ngày đêm đối diện với bao nhiêu hiểm nguy, đặc biệt là phải chống lại lực lượng phun rô, tức là phong trào sắc tộc đòi tự trị, mà tôi có viết một bài trong Đặc sản Thượng Hoàng phát hành vào xuân Giáp Thìn vừa qua về bạo loạn Tây Nguyên. Tôi có trình bày rất rõ về lực lượng phun rô ở tại Ban Bí thư lúc bấy giờ. Kính thưa quý vị, một nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng mà lực lượng cảnh sát quốc gia đã thực sự thực hiện, đó là mặt trận về tình báo. Và bởi
sự hoạt động một cách tích cực, và chúng ta nắm bắt được rất nhiều tin tức quan trọng và vô cùng chính xác, cho nên đã kịp thời có những ứng phó rất là tích cực trong cái biến cố Tết Mậu Thân, khi cộng quân đã vi phạm lệnh ngưng bắn vào trong dịp Tết thiêng liêng của dân tộc. Lực lượng cảnh sát đã biết rất rõ về tin tức đó, cho nên đã có những sự phòng hở rất là kỹ lưỡng. Đó là do tin tức tình báo. Và qua tin tức tình báo, chúng ta cũng đã phá vỡ cục tình báo chiến lược A-22 xâm nhập phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, bắt giữ Huỳnh Văn Trọng, Lê Hữu Thúy, Vũ Ngọc Nhà và đồng bọn Việt. Rồi chúng ta cũng đã phá vỡ cục tình báo chiến lược A-16 xâm nhập Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, bắt giữ Trần Ngọc Hiền, sĩ quân quân báo của Cộng sản, và bắt giữ dân biểu nằm vùng Trần Ngọc Châu. Phá vỡ cục tình báo chiến lược A-55-54, bắt giữ điệp viên Trung ương Cục Miền Nam. Và thưa quý vị, với chiến dịch Phượng Hoàng cùng với mặt trận tình báo nhân dân xâm nhập diện địa, lực lượng cảnh sát quốc gia đã phá vỡ rất nhiều âm mưu thâm độc của Cộng sản Việt Nam khi chúng xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và đặc biệt, tình báo viên Võ Văn Ba ở tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia tỉnh Tây Ninh, và chắc hẳn ở đây nhiều vị đã biết, đã được cho xâm nhập vào trong lòng địch và đã có những cung cấp tin tức vô cùng chính xác. Và như tôi đã trình bày, chính cái tin tức chính xác của tình báo viên Võ Văn Ba đã cho chúng ta có những sự ứng biến kịp thời trong Tết Mậu Thân. Và chính Đại tá Viện trưởng Trần Minh Công, Học viện Cảnh sát Quốc gia, lúc bấy giờ là quận trưởng ở tại quận Di Sài Gòn, đã phối hợp với quân đội để đẩy lùi những cuộc tấn công vào thủ đô Sài Gòn lúc bấy giờ, qua cái tin tức chính xác của tình báo viên Võ Văn Ba thuộc Bộ Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Tây Ninh ở ngay trong lòng địch. Thưa quý vị, nói lên những cái điều này để muốn thưa quý vị rằng lực lượng cảnh sát quốc gia đã có những hy sinh, những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ sự tự do của miền Nam Việt Nam thân yêu. Và những điều tôi trình bày nó chỉ là một cách tiêu biểu, nhưng cũng nói lên được những sự hy sinh can trường và dũng cảm của lực lượng cảnh sát quốc gia đối với quân dân miền Nam Việt Nam thân yêu. Và thưa quý vị, sau biến cố tang thương 30 tháng 4 1975, cùng chung số phận với quân dân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng cảnh sát quốc gia đã bị Cộng sản trả thù một cách đẫm máu, tàn nhẫn và vô cùng dã man. Ở trong các trại tù cải tạo từ Nam ra Bắc, những chiến sĩ cảnh sát quốc gia đã được Cộng sản trù dập, đã bị thì đúng hơn, trù dập một cách khủng khiếp. Cá nhân tôi là một trong những số đó. Lúc bây giờ chúng tôi vào tù chỉ mới 22 tuổi, chúng tôi ra trường từ Học viện Cảnh sát Quốc gia chỉ hơn một năm thì biến cố 30 tháng 4 1975 xảy ra. Chúng tôi chứng kiến những cảnh tù đầy thống khổ trong chốn lao tù khổ sai của Cộng sản Việt Nam, và không biết bao nhiêu những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với những chiến sĩ cảnh sát quốc gia đã chết một cách tức tưởi trong chốn lao tù khổ sai đó. Đúng là chốn địa ngục trần gian mà chúng tôi phải chịu đựng bao nhiêu năm trời như vậy. Nói lên điều này không phải chúng ta nhắc lại sự hận thù, nhưng chúng tôi muốn nhắc đến một kỷ niệm mà chúng tôi khó quên. Ở đây khi nãy tôi nói về vấn đề tình báo xâm nhập thì tôi quên nhắc tại ngay tại đây, chiến hữu Duy Văn đã từng được đích thân tướng tư lệnh Nguyễn Khắc Bình
cho xâm nhập và chiến hữu Duy Văn đã can trường thành công trong nhiệm vụ xâm nhập vào lòng địch để hoạt động hữu hiệu, thưa quý vị. Và chính những cái thành công đó đã tạo cho Cộng sản Việt Nam có mối thù sâu đậm đối với lực lượng cảnh sát quốc gia. Cho nên ở trong chốn lao tù, chúng tôi đã bị hành hạ một cách khủng khiếp. Cá nhân tôi phải vào trong nhà cùng chịu đựng một thời gian dài, sau đó ra nhà kiên giam. Chúng tôi ở cùng với lại Trung tá Nguyễn Chánh Hàm, em ruột của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, và nhiều vị niên trưởng khác. Và thưa quý vị, chính trong chốn lao tù đó, chúng tôi tiếp xúc với những vị niên trưởng, những vị đàn anh, và họ đã hướng dẫn với chúng tôi biết thế nào là khổ ải để có thể chịu đựng qua những cơn nguy khốn đó. Và chúng tôi được một vị trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi nằm trong nhà cùng, qua cái lỗ nhỏ, họ đã hướng dẫn tôi trong cách đối nhân xử thế, trong cách sống trong chốn ngục tù để làm sao có thể vượt qua những khó khăn đó. Đó, những bài học của cuộc đời mà có lẽ chính những cái cam khổ đó đã giáo dục cho cá nhân tôi và những anh em trong chốn lao tù trưởng thành sớm hơn tuổi đời của mình. Và qua những cái đau thương đó, chúng ta mới thấy rằng không riêng gì lực lượng cảnh sát quốc gia mà tất cả quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đều chịu cảnh bi thương sau biến cố tang thương 30 tháng 4 năm 1975, thưa quý vị. Và giờ đây tôi trình bày những cái điểm đó chỉ nhằm mục đích để cho chúng ta biết rằng dưới chế độ thống trị bạo tàn của Cộng sản Việt Nam, đất nước ngày hôm nay đã đi về đâu. Thưa quý vị, đã 40 năm, 49 năm cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam thân yêu, chúng đã đưa đất nước vào bên bờ vực thẳm của sự diệt vong. Ngày hôm nay, từ Bắc vào Nam, những khu vực trù phú, những địa điểm chiến lược đều bị Trung Cộng chiếm đoạt. Và một cách cụ thể, ở Biển Đông, chúng khống chế gần như toàn bộ. Chúng ta biết Biển Đông là nơi mà cái nền kinh tế có thể nuôi sống bao đời con cháu Việt Nam, thì giờ đây nó không còn nằm trong chủ quyền của Việt Nam nữa. Và Cộng sản Việt Nam chỉ lên tiếng chiếu lệ phản ứng đối với sự lấn chiếm của Trung Cộng. Và tại Hà Nội thì chúng ta biết sông Hồng đã cạn nước, đập Yên Thụ chỉ còn ở dưới đáy. Ở tại Đà Nẵng, 80% những khu resort, những khu chung cư cao cấp đều thuộc chủ quyền của Tàu Cộng. Và ở tại Nha Trang thì 80% du khách là người Tàu. Các resort hotel chủ nhân đều là người Tàu cả. Và ở tại Cao Nguyên, Ban Mê Thuột, chúng đã khai thác bô xít và tất cả hầu hết những công nhân ở những khu vực đó đều là quân lính của Trung Cộng trá hình công nhân. Có khi chúng đem cả máy cày của quân sự to lớn để vào khai thác ở tại bô xít, và chúng bảo rằng chúng dùng những dụng cụ này để khai thác, để đào ủi bô xít, chứ không phải có ý đồ gì khác. Nhưng tất cả chúng ta biết đó là ý đồ của Trung Cộng. Và đồng bằng sông Cửu Long, một miền đất vô cùng trù phú, vựa lúa khổng lồ của miền Nam Việt Nam của chúng ta, thì bây giờ đã trở thành nhiễm mặn tất cả. Và chúng ta chưa nói đến kênh đào Phù Nam mà Trung Cộng đã yểm trợ cho Campuchia sẽ thực hiện nay mai. Vốn dĩ cái nguồn nước của sông Mekong đi xuống hạ nguồn sông Cửu Long của chúng ta đổ về đồng bằng sông Cửu Long,
đã cản kiệt, bây giờ thêm kênh đào Phù Nam nếu thực hiện thì rồi không biết cái tương lai của đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta sẽ đi về đâu. Bi thảm là vậy, khổ ải là vậy, nhưng một nỗi đắng cay là người dân Việt Nam vẫn còn thờ ơ vô cảm trước cái hiểm họa đó. Tuổi trẻ thì sa đọa băng hoại, chỉ lo ăn chơi nhậu nhẹt mà không biết gì về cái hiểm họa đau thương trước cái cảnh quốc phá gia vong. Tình trạng kinh tế Việt Nam hiện nay quý vị theo dõi sẽ thấy nó đang ở trong tình trạng vô cùng là bi thảm. Trong nội bộ Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam thì trong những ngày qua quý vị theo dõi đã thấy sự đấu đá ở trong nội bộ một vô cùng trầm trọng. Từ cái chết bất thường của Trần Đại Quang, sau đó Nguyễn Xuân Phúc rồi Võ Văn Thưởng đã ra đi trong vai trò tứ trụ triều đình của Cộng sản, rồi đến Vương Đình Huệ. Tất cả những cái biến động đó là sự bất ổn trong nội tình Cộng sản Việt Nam. Những cái sự bất ổn đó nó ảnh hưởng lan rộng đến nhiều phương diện khác. Thế thì câu hỏi đặt ra là tập thể người Việt ở tại hải ngoại và đồng bào trong quốc nội đã sẵn sàng cho một cuộc thay đổi hay chưa? Chúng ta tổ chức những lễ để ghi nhớ những cái truyền thống hào hùng của tất cả quân dân Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chúng ta phải nghĩ đến cái tình trạng hiện hữu. Do vậy, vì thời gian ban tổ chức cho biết đã hết, cho nên chúng tôi xin đúc kết là như sau: để thể hiện và thực sự kỷ niệm một cách thiết thực để chào mừng ngày truyền thống cảnh sát quốc gia, lực lượng cảnh sát quốc gia trong thời gian vừa qua đã tham gia trong việc tổ chức buổi hội luận chính trị để chống lại quyết định 1334. Và sắp tới chúng tôi ở tại Nam Cali cũng sẽ tổ chức buổi hội luận và cá nhân tôi sẽ là một diễn giả trong buổi hội luận đó. Thế thì đó là cái cách để chúng ta lên tiếng cảnh báo đối với tập thể người Việt quốc gia tại ngoại về những mưu đồ của Cộng sản Việt Nam để cứu vãn tình thế trong nước. Họ sẽ tung ra hải ngoại để chiêu dụ tuổi trẻ, để chiêu dụ nhân lực hùng hậu của tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại để có thể giữ vững được cái sự toàn thể của họ lâu dài. Nhưng vừa qua họ đã tổ chức thất bại hội chợ VBI Global ở tại Houston, Texas, và họ vận động cho cái việc vinh danh Jane Fonda ở tại Hội đồng Giám sát quận Los Angeles vừa qua đúng vào ngày quốc hạnh 30 tháng 4, nhưng đã bị phản ứng một cách dữ dội và họ đã thay đổi cái ngày đó rồi. Và cái nhóm cầu kiều collective đã manh nha xâm nhập vào các trường đại học. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ sáng suốt để vạch trần âm mưu đó, và chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong cái việc chống lại vô hiệu hóa quyết định 1334 để chúng ta giữ vững được cái thành trì chống cộng tại hải ngoại. Đó là những cái điểm tích cực mà chúng ta cần phải thực hiện để tập thể lực lượng cảnh sát quốc gia thiết thực trong cái lễ chào mừng ngày truyền thống cảnh sát quốc gia. Vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và xin trân trọng kính chào.